Chào mừng anh chị các bạn đã học English Phrase Support ở trình độ nâng cao kinh nghiệm bạn. Chúng ta học bài 48 Weather, Rain and Snow. Chúng ta có học đầu tiên, từ đầu tiên là beat down. Beat là đánh ha các bạn. Beat down, lying in bed I could hear the rain beating down. Beating down ha, nằm trên giường tôi nghe tiếng mưa, mưa rơi xuống các bạn ha. Come down in large amounts with force. Mình dịch có thể là tiếng mưa, tiếng mưa nặng các bạn. Beating down, beating down, mình dịch hay là beating down. Thế các bạn có thể tra chữ beat down, nói về mưa các bạn ha. Beat down là gì? Crush and wreck the spirit of win over conquer, đánh chiến thắng hay chiếm chinh phục các bạn ha. Hiện dịch ở đây là các bạn mới đây nó đi xuống với số lượng là mưa hàng nạc. Tôi nằm trên giường tôi hay nghe tiếng mưa rơi xuống nặng hạt các bạn ha. Mình cho chữ beat là đánh. Mình nhìn dùng từ gì cho nó hay thì các bạn có thể beat down nè, beat down something nè các bạn ha, beat something down có sức lọt qua bằng cách đập cửa nhiều lần ha, beat down something, đây, các bạn có nhiều nghĩa các bạn ha, beat somebody into nè, to something, rất nhiều các bạn ha, rất nhiều, beat down on somebody something, tỏ nóng với ai ha. Tỏ nóng vào ai ha. Beat down, beating down rồi, dịch là gì? Rồi. Tiếng động đều đều mà loạt cú đánh là tiếng động đều đều của beating down, mưa rồi rơi xuống ha. Pell down, the rain was pelting down by the time we got to the top of the mountain. From very heavily, rơi rất nặng hạt, rơi nặng hạt hay mình chỉ là rơi nặng hạt rồi. The rain was pelting down by the time we got to the top of the mountain. Cơn mưa đã chút xuống, bây giờ là chút xuống không được nè. Nặng hạt chút xuống, rồi giống nhau beating down, chút xuống. Cơn mưa đang chút xuống ha. Come on, as soon as we had left the shelter of the forest, the rain came on, là start các bạn ha. Thế là chúng ta có từ gì đây? Hold off. Unfortunately, the snow held up until we had got safely home. May mắn là tuyết đã dịu cho đến khi chúng tôi về nhà an toàn các bạn ha. No star. Tuyết không đổ. Or to. We expect it to. Giữ được. Cho chúng ta về nhà an toàn. Freeze up. It was very hot winter past year and many people have problems with pipes freezing up, với đường ống bị đóng băng các bạn. Become blocked with ice and stop working, bị chặn bởi tuyết và với đá và với tuyết băng, tuyết đá và stop working và ngừng hoạt động ha. Freezing up là bị đóng băng, là bị đóng băng ha. Sun and clothes, if the sun breaks through the clothes it starts to appear from behind the clothes. Nếu mặt trời xuyên qua mây và bắt đầu xuất hiện ở phía bên kia của bờ mây mà through xuyên qua ha. If the sun beats down, it shines very strongly and makes the air hot. Mình tức là mình nhìn chữ break nè. Beats to down, nếu mà mặt trời mà chiếu xuống thì tức là nó chiếu xuống một cách mà nó chiếu sáng các bạn ha, nó chiếu sáng tỏa sáng rất là mạnh, làm cho không khí nóng lên các bạn ha. If some kind of bad weather such as clouds or fog rolls in, tức là mình dịch là cái loại thời tiết như mây hoặc sương mù kéo đến này các bạn chị, thì lúc này chúng ta dùng từ là fog rolls in, kéo đến. It appears in a large amount. If cloud or smoke blots out the sun là gì? He may khói che phút mặt trời các bạn ha. It covers it and prevents it from being seen. Nó phủ và ngăn chặn không thấy, tức là bị che phủ các bạn ha. Che phút mặt trời nè, dịch nghĩa là gì ha? If windows or classy fog or mist stem up là bị hơi nước ha. Nếu cửa sổ và kính có sương mù hơi nước bao quanh thì they become covered with the small drops of water and you can't see through them, có thể không nhìn xuyên qua chúng được ha. Rồi,
Tức là chúng ta học từ metaphors, phép ăn dụ. I suspected there would be trouble at the office as soon as the new boss freezed in on his first day. Tôi nghi ngờ sẽ có rắc rối tại văn phòng khi ông chủ bước vào một cách nhanh chóng và tự tin như con gió thoảng ha. Bước vào một nhóm như con gió nhẹ các bạn ha. He was very competent. Anh ta có rất là có năng lực và tự tin. And hit breezer through. Breezer through nghĩa là succeeded very easily. Thành công rất là dễ dàng ha. Và thành công rất là dễ dàng trong gì? The job interview apparently một cuộc phỏng vấn xin việc rõ ràng. The job interview apparently, but he had no patience at all for everyone. Nhưng anh ấy không có kiên nhẫn lúc nào đối với bất kỳ ai kém khả năng hơn. Less able, and he had a very sharp tongue. Và anh ấy có một cái lưỡi thật là sắc bén là sharp tongue. I noticed that as soon as he spoke to anyone, their face clouded over. Mặt tối sầm lại ha. Số 3 các bạn thấy là suddenly look unhappy, tối sầm lại, dường như trông không hạnh phúc. Tối sầm, khuôn mặt của họ bị tối sầm, đột nhiên không trông không vui các bạn ha. Sau đó he asked the office junior to explain some contradictory figures in such an aggressive manner that she froze up các bạn ha. Anh ấy yêu cầu đàn em văn phòng giải thích một số gì nhân vật những một số nhân vật mâu thuẫn nè, một số con số, những con số mâu thuẫn, những hình ảnh mâu thuẫn một cách hung hăng đến mức cô ấy sẽ bị đóng băng trở nên sợ hãi and couldn't say a word, mà không thể nói một nên lời nào cả. I could see her eyes misting over là tôi thấy con mắt cô ta không sao mà tịnh đầy nước mắt các bạn, là số 5. Filling with tears. By the end of that first day, his PA had stormed out, saying that she would never return. Cuối ngày đầu tiên đó thì PA của anh ấy đã xông ra ngoài một cách tức giận và nói rằng cô ấy sẽ không bao giờ trở lại ha. Storm out là số 7 nè. Số 6 là left in an angry way, rời ra một cách giận dữ ha. Saying she would never return. The rest of us got together in the evening and decided that we had no choice but to try to freeze him out. Những người còn lại chúng tôi đã gặp nhau buổi tối và quyết định rằng chúng tôi sẽ không có lời kháng bằng cái việc đóng băng anh ấy. We agree only to speak to him if we absolutely had to. Và tôi đã đồng ý là chỉ nói chuyện với anh ta khi nếu chúng tôi hoàn toàn phải nói. Rồi. Cảm ơn các chị các bạn đã theo dõi video.